Hey, xin chào anh em, và đây là B Channel. Vòng đeo tay thông minh giá rẻ. Mới nghe thì anh em sẽ nghĩ ngay đến cái thương hiệu nào? Mình biết là anh em đã có câu trả lời rồi. Xiaomi là cái thương hiệu đã rất có kinh nghiệm ở cái khoản này. Còn Samsung, họ được định vị thương hiệu cao hơn hẳn. Nhưng mà có vẻ như nhà sản xuất này không muốn để cái mảnh đất máu mỡ, cái phân khúc giá rẻ này cho những nhà sản xuất khác có thể lộng hành. Và bây giờ thì họ cũng đã bắt đầu bước vào cái phân khúc này với em Galaxy Fit Air. Còn đây là Mi Band 4 của nhà Xiaomi. Thì đây là bài so sánh nhanh của hai em này. Vào video nha. Và để có được giá bán chính xác của hai em này thì anh em nhớ vào trang web của Bạch Long Mobile để tham khảo giá nha. Về phần thiết kế thì em Galaxy Fit Air nó vuông vắn, nhìn hơi thô và kiểu hơi cũ cũ ấy. Còn Mi Band 4 thì thanh thoát và trang nhã hơn. Màn hình cũng to hơn, nó được bo tròn. Còn về phần dây thì Mi Band 4 sẽ dài hơn, bản to hơn. Còn Fit Air thì sẽ nhỏ hơn, thanh mảnh nên là có vẻ nó phù hợp với nữ hơn. Mình nghĩ là thế. Trong quá trình mà mình trải nghiệm ấy, mình tự đeo và tháo hai cái dây này thì mình cũng thấy là cái cách đeo dây của Mi Band nó tiện hơn. Còn về màn hình thì em Galaxy Fit Air sẽ có một cái màn hình đen trắng kích thước 0.74 inch với tấm nền PM OLED. Còn Mi Band 4 sẽ có một màn hình màu với kích thước 0.95 inch và tấm nền AMOLED, nó xịn sò hơn rồi. Màn hình ở hai em này thì kiểu một trời một vực, một đẳng cấp hoàn toàn khác luôn. Mi Band 4 thì nhìn vào nó rất là mịn màng và trong trẻo, có màu sắc hiển thị rất là tốt, vuốt chạm cũng cực kỳ ngon. Còn Galaxy Fit Air sẽ có màn hình đen trắng, nhìn như kiểu mấy máy điện thoại đen trắng thời xưa ấy. Mình có thể nhìn rõ từng cái pixel xếp vào nhau để mà tạo thành chữ hay là biểu tượng luôn này. Màn hình em này thì không có cảm ứng đâu nhá, chỉ có là chạm mạnh vào thì khi mà có chuyển động thì mới nhận lệnh. Ghê không? Tốc độ phản hồi hay là chuyển cảnh thì nó cũng khá là chậm chạp. Và nói chung về cái màn hình ấy thì hai em này nó không có điểm gì tương đồng với nhau luôn, là hai cái thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Còn về tính năng thì hai em này vì đều là vòng đeo tay thông minh giá rẻ nên có rất là nhiều tính năng chia sẻ giống nhau cực kỳ luôn. Như các tính năng gọi là rung để mà báo thức hay là nhận thông báo tin nhắn cuộc gọi, rồi theo dõi các hoạt động thể thao, rồi lượng calo tiêu thụ. Hai em này thì đều có thể đo nhịp tim theo kiểu thời gian thực, rồi theo dõi giấc ngủ của người dùng và đưa ra những lời khuyên, hay là hiển thị về thời tiết nơi chúng ta đang ở. Còn những điểm khác biệt và đa số là Mi Band 4 sẽ nhỉnh hơn. Mi Band 4 sẽ có dung lượng là 135mAh, gần như là gấp đôi với dung lượng 70mAh của Galaxy Fit Air. Và với dung lượng này thì Galaxy Fit Air sẽ dùng được 7 ngày liên tục theo công bố của nhà sản xuất. Còn tương tự với Xiaomi thì sẽ dùng được 20 ngày với bản không có NFC và 15 ngày với bản có NFC. Mi Band 4 cũng có thêm rất nhiều tính năng mà người dùng Galaxy Fit Air sẽ cực kỳ ghen tị đấy. Đầu tiên là em này có nhiều mặt đồng hồ rất là phong phú để anh em có thể thay đổi hàng ngày, đỡ nhàm chán hơn hẳn. Em này có thể tùy chỉnh nhạc này, chuyển này, dừng này, tăng giảm âm lượng này, rồi có thể tìm điện thoại thông qua tính năng ở trong Mi Band 4 luôn. Khi mà chúng ta thất lạc thì có thể dễ dàng tìm kiếm bằng cách rung chuông hoặc báo động rất là tiện lợi. Kinh khủng không? Đó, tìm rất là ngon lành, rất là tiện luôn. Mình thấy cực kỳ khoái tính năng này luôn. Về mức giá bán thì Mi Band 4 sẽ có mức giá ok và ngon lành hơn với chỉ tầm 750.000 cho cái bản không có NFC. Còn Galaxy Fit Air thì sẽ hơi nặng đô hơn một chút với tầm khoảng gần một củ. Đó. Rồi, vậy là xong bài so sánh nhẹ nhàng hai em vòng đeo tay thông minh này. Mình thì cũng chỉ mới trên tay hai em này một vài tiếng thôi. Có vẻ như là Mi Band 4 đã có cái sự vượt trội, thể hiện rất là ngon lành. Thì nhà sản xuất này thì đã có cái kinh nghiệm nhiều năm với em này và đã qua cải tiến rất là nhiều đời rồi. Còn Galaxy Fit Air thì nó cũng chỉ là mới chập chững bước vào thị trường thôi. Thì anh em nghĩ gì về hai em này? Nhớ bình luận ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn đã đồng hành cùng mình. Nhớ like, share để cảm thấy hay và subscribe cho B Channel. Bye.